Mới đây, Bùi Hoàng Việt Anh đã gặp chấn thương dày chằng chéo đầu gối ở trận đấu giữa Công an Hà Nội và Buriam Udentis tại giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á. Theo các bác sĩ của đội tuyển Việt Nam, trung vệ 25 tuổi không kịp bình phục trong đợt hội quân lần này của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik. Để bù đắp vào vị trí này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cho triệu tập bổ sung Giáp Tuấn Dương. Đây cũng là một cầu thủ của Công an Hà Nội, có thể chơi ở các vị trí trung vệ, hậu vệ trái và tiền vệ. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày hôm nay. Có 6 ngày chuẩn bị trước trận ra quân tại LB Bank Cup, gặp đội tuyển Nga vào ngày mùng 5 tháng 9. Sau đó 5 ngày, các chiến binh sao vàng sẽ chạm trán với đối thủ hàng đầu tại khu vực, đó là đội tuyển Thái Lan.